Thì đây là cái đặc điểm hình thái, thì các bạn sẽ nhìn quan sát thêm chút xíu nếu mà chúng ta có cái phần thực hành ha. Ở cái vùng 2 ở đây các bạn sẽ đi vào cái con mà chúng ta cần học. Con này thì nó cũng gây thiệt hại về kinh tế và gia súc, và ở Việt Nam thì cái sự phân bố của Paraphis tomosanvi là hầu như là khắp nơi ha. Nếu như mà các bạn ngẫu nhiên lấy mẫu phân của những cái con bò mà vòng vòng xung quanh khu vực ở trường này, nó có nhiễm, nó có điều có nhiễm cái con này. Vị trí ký sinh thì ở dạ cỏ, và ví dụ cuối cùng thì chỉ ở trên loài da lại thôi ha. Khi mà nó ăn cỏ thì nhiễm cái kén người ta Scaria, và ký chủ không gian của nó là cái con ốc, một cái giống la đột biến, những cái con ốc dĩa ha. Cái giống nó khác với cái ốc đinh nê của con Fasciola gigantica hồi trước các bạn học. Bây giờ chúng ta sẽ xem hình thái nè. Nó là cái dạng hình chớp, và nó có cái mặt bụng nó hơi lõm vào như thế này. Và con sáng còn tươi thì nó sẽ có cái màu đỏ, nó nhìn giống giống như cái kiểu nặng lượng vậy các bạn. Và phía bên đây là một cái hình ảnh đại thể của con sáng. Từ con sáng này người ta ép mỏng nó ra nha. Thì con này nó sẽ có cái giáp bụng rất lớn nằm ở cuối cơ thể. Nếu mà các bạn nhìn qua bên đây cái mẫu mà chưa xử lý, cái giáp này là chính là cái giáp bụng của nó ha. Đối chiếu với cái giáp bụng nằm ở dưới chỗ này, giáp miệng ở đây, và nó có một cái giáp thứ ba đó là giáp sinh dục, và chỉ có cái con này nó có thôi. Còn đây là hình ảnh khi mà mổ khám, thì chúng ta có thể bắt gặp những cái con sáng trưởng thành ở trên các cái niêm mạc. Ở ngoài cái dạng cỏ thì các cái dạng khác cũng có thể có cái con này, con Paraphis tomosanvi hoặc là Fiscoelius này. Và trong cái vòng đời của nó thì nó cũng giống vòng đời chung của sáng lá, đó là cái trứng khi mà ra ngoài môi trường thì nó gặp cái môi trường nước, nó sẽ nở thành cái ấu trùng Miracidium sau cái khoảng thời gian là từ 11 đến 12 ngày. Và khi mà Miracidium được tạo ra thì nó sẽ chui vào trong cơ thể cái chủ trung gian của nó, đó là những cái con ốc thuộc cái giống Phlanobis. Rồi những cái con ốc Indophlanobis hoặc là ốc linh nê cũng có thể là cái chủ trung gian của cái con này Và khi mà vào trong con ốc thì nó sẽ chuyển qua các cái giai đoạn hình thái kế tiếp của ấu trùng, và cuối cùng là nó sẽ tạo ra cái ấu trùng Scaria. Thì ở bên trong con ốc thì các bạn còn nhớ ha, cái giai đoạn kế tiếp sau Miracidium là gì? Sporocyst. Sporocyst, rồi Radia, và cuối cùng là Scaria, là cái ấu trùng mà có cái đuôi. Ấu trùng có cái đuôi thì nó sẽ bơi trong nước, tuy nhiên nó cũng sẽ nhanh chóng rụng cái đuôi này, và nó sẽ đóng thành cái kén. Cái kén có hình thái giống như là cái phần đầu của con sáng vậy đó. Nó sẽ đóng kén lên trên các cái rau cỏ thủy sinh một gần mét nước. Và nếu mà đã gia súc ăn những cái loại cỏ này nha, có chứa kén thì ta sẽ Scaria, thì vào trong cơ thể của nó sẽ phát triển thành cái con sáng trưởng thành như thế này. Và các bạn xem, khi mà vào trong cơ thể của loài nhân loại thì cái ấu trùng này nó sẽ đi như thế nào? Ví dụ hôm trước chúng ta học Fasciola thì nó sẽ có cái kiểu di hành là nó đi qua gan đúng không? Rồi đi về ống dẫn mật, nó xuyên qua cái hấp ruột, nó đi trong sông bụng. Còn đối với con này thì các bạn thấy cái đường đi như thế này, khi mà người ta minh họa theo các bạn nó đi vào cái con đường nào? Đoán thử là nếu mà các bạn chưa đọc tài liệu mà các bạn nhìn thấy cái vòng đời người ta vẽ như thế này thì theo các bạn, đầu tiên nó nuốt phải cái kén từ trong cái nguồn cỏ hay nguồn thức ăn của nó, thì cái ấu trùng này nó đi vào và xuống tới đây là cái gì đây? Tắt đèn đúng không? Xuống tới đây là thành cái con gì? Sáng chưa trưởng thành hay là sáng còn non đúng không? Nó phải xuống tới tắt đèn này, rồi sau đó nó lội ngược dòng cái đường tiêu hóa, tại vì đường tiêu hóa nó đang đi xuôi xuống như thế này, thì lúc này con sáng non nó sẽ đi ngược lại và nó sẽ về nhà cỏ và được từ cái này. Có nghĩa là nó không có đi mà vào trong cái sông bụng gì hết ha, nó chỉ đi ngược cái đường tiêu hóa và nó vào đây, nó sẽ phát triển thành cái con sáng trưởng thành ở cái dạng cỏ. Và sau đó thì sáng nó sẽ giao phối và nó đẻ trứng. Thì các bạn thấy ở đây người ta minh họa nè, khi mà cái trứng được bài thải ra qua cái lỗ tử cung của con sáng thì nó sẽ đi theo cái đường tiêu hóa xuôi và theo phân ra bên ngoài, ra ngoài môi trường, thì cái phôi ở bên trong cái trứng này thì nó sẽ hình thành cái ấu trùng, và cái ấu trùng nó sẽ phá vỡ cái vỏ trứng và nó chui vào trong cơ thể của ốc, ví dụ như vậy. Thời gian nó hoàn thành cuộc đời thì các bạn thấy là khoảng 48 cho đến 95 ngày. Thì vòng đời này rất đơn giản, các bạn có thể
ghét với cái con fasciola giganteca được các bạn học, nhưng mà nhớ một cái chi tiết ở trong đó là fasciola thì có truyền qua người, nhưng mà paraquismum thì không có truyền qua người. Nào, để vòng đời nó là đều trải qua cái con một cái chuỗi không gian là con ốc. Nào, rồi nhìn kỹ hơn là cái đường di hạt trong cơ thể của chủ, của cái con fasciola là cái đường đi chuỗi khác, và cái con paraquismum này là nó sẽ đi ngược cái đường tiêu hóa. Thì ở Việt Nam cái bệnh này là nó phân bố khắp nơi, nó cũng gây ảnh hưởng về kinh tế khi mà con thú nó bị nhiễm với cái cường độ nặng, cho nên là chúng ta cần phải định kỳ tẩy sổ cái ký sinh trùng cho cái loài gia súc và kiểm soát cái môi trường khi mà chúng ta trồng những cái loại cỏ cho bò ăn. Thì tỷ lệ nhiễm tăng theo tuổi, tại vì nó sẽ tích tụ mỗi ngày nó nuốt một ít cái metasecaria, thì nó sẽ làm cho các cái trường hợp là nhiễm mãn tính và với cái cường độ nhiễm cao ở trên gia súc mà lớn tuổi. Và triệu chứng thì thật ra là nhẹ thì các bạn cũng không thấy đâu, ví dụ như con bò nó đang chơi vui vẻ bình thường, các bạn định kỳ lấy mẫu thì đôi khi chúng ta sẽ phát hiện nó bị nhiễm. Và nó nhiễm con này thì có thể nó nhiễm ghép với cái con fasciola nha, chứ không phải nó nhiễm đơn không đâu, đôi khi nó nhiễm cả hai con luôn. Và trong một mẫu phân thì tí nữa cô sẽ chỉ cho các bạn cái cách phân biệt cái trứng của hai cái loại này. Và nó có cái hiện tượng tiêu chảy, táo bón, rồi thiếu máu hoặc là phù khủng với những cái phần thấp. Khi mà mẫu khám thì các bạn sẽ thấy là niêm mạc và cỏ nó chứa sáng và nó sẽ bị viêm loét, xuất huyết và tăng sinh, tại vì những cái giác bám của cái, trên cái giác miệng và giác bụng của con sáng nó bám vào trong cái niêm mạc và cỏ. Và nếu mà trên gia súc non mà bị nhiễm thì nó sẽ có những cái triệu chứng nặng hơn so với gia súc trưởng thành. Và khi xét nghiệm phân để đi tìm cái trứng sau lá và cỏ này thì theo các bạn là các bạn dùng phương pháp gì? Lắng gạn nha. Đối với sáng lá thì nhớ dùng là lắng gạn, tại vì sao? Nó nặng, đúng rồi, tỷ trọng của trứng sáng lá nó sẽ nặng hơn cái cặn bã trong phân, cho nên chúng ta chỉ cần dùng nước sạch nha, chúng ta lắng thì cái dung dịch nước phân này thì cũng nếu mà trong đó có trứng của các loại sáng lá thì nó sẽ lắng xuống dưới đáy của cái cốc ở đáy hẹp trước. Và khi mà các bạn quan sát cái trứng sáng lá như cái thị vi á thì các bạn sẽ thấy cái trứng này nó cũng có cái hình bầu dục nhìn rất giống cái trứng của sáng lá gan lớn, tuy nhiên tế bào phôi bên trong thì nó sẽ xếp thưa hơn. Và các bạn sẽ thấy trứng này qua cái ánh sáng của cái thị vi thì nó sẽ có cái màu xám nhạt, màu xám nhạt. Còn trứng của sáng lá và cỏ thì các bạn sẽ thấy nó có cái màu vàng nhạt. Hôm trước các bạn cũng có nghe tôi mô tả về trứng sáng lá và cỏ đó, thì trứng này trứng sáng lá gan nó sẽ có hai cái đầu nó con đều và tế bào phôi bên trong sẽ xếp kín hết toàn bộ cái trứng. Và khi mà qua cái ánh sáng của cái thiên vi thì cái trứng này nó sẽ ấm lên cái màu vàng. Tự nhiên các bạn nhìn vô là thấy nó giống như kiểu là nó nổi bật lên là chúng ta biết được nó là cái trứng sáng lá và cỏ này. Nó chỉ có một cái mà đôi khi kiểu một viên bị nhầm lẫn, đó là do cái ánh sáng đèn của cái thiên vi thôi. Nếu mà cái ánh sáng mà nó màu vàng á là các bạn có thể là mơ hồ hồ, nhiều khi là trứng sáng lá và cỏ mà chẩn đoán là trứng sáng lá gan là cũng có một cái trường hợp là kiểu một viên ở các cái chỗ mà chẩn đoán xét nghiệm đó là họ chẩn đoán nhầm là do bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng đèn của cái thiên vi. Thì đối với những cái thiên vi mà cũ á, mấy cái dụng cụ trước đó thì cái ánh sáng nó sẽ có một vàng, thì người ta có một cái dụng cụ đổi màu, nó sẽ có giống như cái nắp á, họ chụp lên trên cái đèn á, nó cái nắp màu xanh nó sẽ chuyển cái ánh sáng từ màu vàng sang ánh sáng trắng. Giống như hồi đó các bạn học về vật lý á, nó sẽ khúc xạ gì đó nó đổi màu. Thì chúng ta sẽ nhận nó chính xác hai cái trứng này mà trong cùng một vi trường là các bạn nhìn vô các bạn phân biệt được liền. Thứ nhất là cái trứng này nó sẽ có hai cái đầu thon đều, còn trứng sáng lá gan là hai đầu con đều, trứng sáng lá giật cỏ thì một cái đầu lớn một cái đầu nhỏ. Nếu mà về kích thước thì nó gần tự tự với nhau, mình không có dựa vào kích thước mà mình dựa vào cái hình dạng của cái trứng. Rồi sau đó chúng ta coi cái tế bào phôi bên trong đối với fasciola thì tế bào phôi nó sẽ đầy hết, còn paraquismum thì tế bào phôi nó sẽ xếp thưa hơn. Có học thực hành thì sẽ cho các bạn đi tìm hai cái trứng này và chẩn đoán dựa trên cái hình ảnh của cái trứng cũng như là cái màu sắc của cái trứng. Rồi về điều trị
liều thực phòng thì có thể phòng được cả hai cái con sá bá này luôn. Rồi cái nivolumab thì các bạn nhớ là ngoài cái nó tác động được trên cái con sá lá và cỏ thì cái phổ chính của nivolumab là trên sắn dây. Trong cái phần đại cương các bạn có học rồi đó, praziquantel và nivolumab nó có sẽ tác động được trên cái con sắn dây. Và đây là một cái con quan trọng ha, với lại cái con sá lá gan lớn là với sá lá tuyến tụy là ba cái con quan trọng cho các bạn. Rồi chúng ta có một cái loài nữa nó đặc biệt mà có lây bệnh cho người, đó là histosomal sáng máng. Hôm học đại cương các bạn có nghe giới thiệu về cái con histosomal này là nó đặc biệt ở cái chỗ là nó sẽ có con sáng đực và sáng cắn và nó tồn tại thành một cặp, biết các bạn nhớ hay không? Bình thường sáng lá là lưỡng tính ha, chỉ có cái loài này là đơn tính thôi, là có con đực và con cái ha. Nhưng mà nó không có tồn tại riêng, nó sẽ tách thành một cặp như thế này. Và cái con sáng đực á, nó sẽ có cái hình dạng cơ thể của nó giống như có cái lồng máng ở bên trong, và nó sẽ ôm một cái con cái vào bên trong ha. Và các bạn thấy là ở trong cái bộ đời này của CDC họ minh họa đó, là họ minh họa cho ba bốn cái con sáng thuộc cái giống histosoma, là histosoma marsoni, histosoma zabonicum, mekongi, rồi hematobium. Bốn cái con này là đều có ở trên người. Và cái đặc điểm của sáng máng là nó có thể ký sinh ở trong cái tĩnh mạch, có thể là ở màng keo ruột hoặc là ở bàng quang. Tuy nhiên đó, mặc dù nó ở cái mạch máu nhưng mà các bạn lại không có xét nghiệm máu để đi tìm nó. Các bạn thấy là cái phương pháp người ta xét nghiệm nè, thấy tính hiển thị này không, là người ta xét nghiệm phân cho cái con Mansoni, Zabonicum và Mekongi, và người ta xét nghiệm nước tiểu cho cái con Hematobium, tại vì sao vậy? Tại vì cái trứng này rất là đặc biệt, mặc dù con sáng trưởng thành ký sinh ở mạch máu nhưng mà cái trứng này các bạn thấy nó có cái đầu nhỏ không? Mỗi trứng nó mang một cái hình thái khác nhau nhưng mà nó sẽ có cái đặc điểm chung là cái trứng nó có một cái góc nhọn như thế này. Nó sẽ giúp cho cái trứng này nó xuyên mạch, nó đi từ cái mạch máu nó đi vào trong cái lồng ruột và nó sẽ theo phân ra bên ngoài, hoặc là nó đi vào trong cái phần bàng quang và nó sẽ được bài thải theo cái nước tiểu, theo cái phần nước tiểu ra bên ngoài cho nên chúng ta không có xét nghiệm máu thì tìm nó. Và cái histosoma ở trên gia súc cũng tương tự, các bạn cũng xét nghiệm phân thì những cái bệnh ở phía dưới này nè là có phân bố ở châu Á, đặc biệt là ở những cái nước mà khu vực Đông Nam Á, thì ở Việt Nam mình là cũng có một vài cái ca nhiễm, tuy nhiên nó cũng không phải là những cái vấn đề là gọi là nóng bỏng ha. Mặc dù chúng ta cũng sử dụng cái sông Mekong như là nước ở Trung Quốc hay là Lào hay là Campuchia chẳng hạn, người ta cùng cái lưu vực sông Mekong, nhưng mà dù tẩy ở Việt Nam mình lại không có cái con này nhiều. Nếu như mà ca bệnh trên người á thì đa số là họ có cái lịch sử là họ đi làm việc ở nước ngoài ha, là mấy cái nước láng giềng đó, họ đi qua đó làm ăn ha, hoặc là sinh sống ở bên đó, rồi sau khi mà bị nhiễm bệnh thì đi về các bệnh viện ở Việt Nam như là chữa bệnh thì có ghi nhận các cái ca nhiễm này. Ở Thái Lan cái tỷ lệ nhiễm trên người cũng cao hơn các bạn ha. Và cái con này thì các bạn sẽ thấy đặc biệt là thứ nhất là cái trứng mà ha, không, thứ nhất gọi là con sáng trưởng thành cái đã ha, nó là lưỡng tính và là đơn tính. Rồi cái trứng, rồi cái thứ ba nữa là cái kén Sacaria này, cái gấu trùng này á, các bạn thấy cái đuôi nó cũng đặc biệt. Hồi nãy cái đuôi con kia là chỉ có cái phần đuôi thôi chứ nó không có cái chẻ ở phía cuối đuôi như thế này. Các bạn thấy cái đuôi của Sacaria này nó giống như cái đuôi cá, cho nên Sacaria này nó bơi rất là tốt ở trong nước. Tất cả những cái Sacaria của các cái loài sáng và sáng máng nó đều có cái kiểu đuôi như thế này, cho nên nó sẽ chủ động nó đi tìm cái chủ cuối cùng mà nó gây bệnh. Nó có thể bơi trong nước và cái chủ cuối cùng uống phải cái nguồn nước có chứa nó là nhiễm, hoặc là nó bơi trong nước nó gặp cái chủ cuối cùng đang ngâm mình ở trong nước. Những khi cái chân cái tay làm việc trong nước thôi, lỗ chân lông giãn nở ra thì Sacaria cũng sẽ xâm nhập theo cái đường đó. Rồi trên những cái vùng mà đại gia súc bị nhiễm thì con bò con trâu nó bị nhiễm là do nó đang tắm hoặc là nó ngâm trong nước thì Sacaria nó nuôi vào trong cái cơ thể ở cái con đường đó. Đây là cái hình ảnh ở trên người ha, chúng ta cũng xem đây là tích ha.
thì cái bụng sưng rất là to ha, như thế này ha. Và ở trong thì nó sẽ có những cái cặp sáng nắng ha, bên trong. Và cái bệnh này thì là những cái bệnh mà phổ biến ở các nước nhiệt đới hoặc là bệnh nhiệt đới. Rồi, bây giờ mình sẽ xem một cái loài ở trên châu bò. Và ở Việt Nam mình thì có cái loài này trên đại gia súc, đó là Schistosoma spinae. Thì nó có khoảng 18 loài nha, 19 loài, trong đó có 8 loài gây bệnh trên gia súc. Và cái loài này thì có gây bệnh trên gia súc ở Việt Nam mình. Và nó có một cái con ví dụ trung gian hoặc là một cái giống Flavonoides, Indo-Flavonoides hoặc là Hoplinae. Và vị trí ký sinh của con sáng máng là ở mạch máu này cho ruột. Và ở trên gia súc nó cũng có một loài nó sẽ ký sinh ở trên cái mạch máu ở mũi ha của con bò, nó ký sinh trên đó. Ở đây các bạn sẽ xem cái một đời mà con sáng máng ở trên gia súc thì nó cũng tương tự như ở trên người thôi. Các bạn thấy ha, hình ảnh của cái trứng thì nó sẽ hơi khác một chút xíu, nhưng mà nó vẫn có cái đặc điểm là một cái đầu của trứng nó sẽ nhọn, giúp cho cái trứng này nó siêu mạch, nó đi từ cái mạch máu, nó đi vào trong cái lọc ruột và nó theo phong ra bên ngoài. Rồi sau đó mycelium nở ra từ cái trứng này và nó sẽ xâm nhập vào trong con ốc. Bởi vì ta có khi nó vô cái này nó học sao. Rồi nó vào trong con ốc thì nó sẽ trải qua các dạng kế tiếp của ấu trùng, của sang lá, và sau cùng là nó sẽ tạo ra cái sạc caria. Nhớ hết pin thì các bạn ơi, cô nói xong nhanh nghe không? Nghe. Nghe hả? Đó. Thầy cô thấy nó à, thôi các bạn chờ bạn mình xíu nha, bạn đi đổi pin. Ok. Để lao. Để lao. Ai có buồn đứng lên, quên tay, quên chân nha. Cái này á hả? Không. Cùng là mình có bài kiểm tra đó, nhớ không? Có nghe thầy